Trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, ngoài công tác tuyên truyền thì sự vào cuộc của cấp ủy các cấp và sự tiên phong của cán bộ đảng viên có vai trò rất quan trọng. Bởi chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng mới thi công nhanh các dự án giao thông và đưa các khu cụm công nghiệp vào hoạt động. Khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích 280 ha được chia làm 3 giai đoạn. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 2 với diện tích gần 150 ha. Hiện có hơn 60 nhà đầu tư đăng ký vào hoạt động, trong đó riêng xã Trung Hòa, 100% hộ dân đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Được biết, quá trình tuyên truyền lúc đầu cũng gặp một số khó khăn khi người dân đề nghị tỉnh và nhà đầu tư hỗ trợ cho diện tích mỗi xào bỏ ra 2m² để làm đường nội bộ khi dồn thừa đổi ruộng năm 2014, cũng như các hộ dân chuyển đổi đòi giá cao hơn với các cây lâu năm. Ban đầu thì họ không tiếp, không nhận. Thì cuối cùng thì vận động nhiều lần thì là bà con cũng nghe ra, chấp nhận cái việc đó để mà tạo điều kiện cho công ty chi trả giải ngân để mà đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ sự kiên trì vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là có gần 20 hộ là cán bộ đảng viên xung phong nhận tiền bồi thường trước, nên việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Chúng tôi cũng đã quyết tâm vận động để thực hiện, trong đó có một số hộ dân thì ban đầu họ cũng chưa hiểu. Nay thì do anh em chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục và lồng ghép với các hội nghị để giải thích cho nhân dân họ hiểu rõ. Trong vòng 2 tuần trước Tết Nguyên đán, 542 trên tổng số 547 hộ dân ở xã Xuân Trúc đều vui vẻ đến nhận tiền hỗ trợ bồi thường để giải phóng mặt bằng 126 ha tại khu công nghiệp sạch có tổng diện tích 143 ha nằm trên địa bàn huyện Ân Thi và Khoái Châu do nhà đầu tư của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Sau khi mà có quyết định giải phóng mặt bằng và thu hồi thì thực là gia đình cũng như là mọi người, các hộ dân trong thôn cũng hưởng rất là nhiệt tình, thấy đây là cái vấn đề làm công nghiệp là tạo công ăn việc làm mới cho bà con nhân dân, thì nhân dân cũng các hộ rất là phấn khởi, tạo mọi điều kiện cho cái đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các chi bộ cùng với các ngành đoàn thể quán triệt nghị quyết của đảng ủy đến cán bộ đảng viên và nhận thức rõ được kể về cái nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng, thì cán bộ đảng viên cũng đã lãnh đạo vận động nhân dân và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư khu công nghiệp sạch. Thì từ đó thì cũng tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Kinh nghiệm khi giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Phố Núi A, Minh Quang cũng như một số dự án giao thông trọng điểm của Hưng Yên thời gian qua cho thấy khi cấp chính quyền chưa sát sao vào cuộc, đảng viên chưa gương mẫu thì vẫn còn sự chê ý, đòi hỏi những quyền lợi không chính đáng của một số hộ dân. Điều này đã làm tiến độ các dự án bị chậm lại, ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh môi trường đầu tư của tỉnh.